Thưa quý vị, hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão cách Quảng Ngãi Bình Định khoảng 180 km về phía đông, cách đảo Lý Sơn Quảng Ngãi khoảng 200 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng sang Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên biển ven biển trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 13 đến 20 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 113,5 độ kinh đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 cộng với không khí lạnh Vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Riêng vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Trong đêm nay và sáng ngày mai do ảnh hưởng của rìa tây hoàn lưu bão số 9, vùng biển ngoài khơi từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Ở vùng biển ven bờ, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động dữ dội. Trên đất liền ven biển các tỉnh thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 5, cấp 6 giật cấp 7. Ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 6 và giật cấp 8. Ở các tỉnh thành phố miền Trung, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến tận Phú Yên và Khánh Hòa đều có mưa nhiều nơi. Trong đó khu vực các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế trở vào cho đến Phú Yên sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm có nơi trên 150 mm. Trong khoảng đêm nay và sáng sớm ngày mai, khu vực Tây Nguyên cũng có những cơn mưa rào rải rác. Sang đến ngày mai mưa giảm nhanh xuống còn diện vài nơi. Còn ở miền Bắc, không chịu tác động của hoàn lưu bão số 9 lại nằm sâu trong khối không khí lạnh khô. Vì thế trong đêm nay ở Bắc Bộ ít mây, nên nhiệt vẫn duy trì ở mức thấp. Ở vùng núi dưới mức 13 độ, còn ở vùng đồng bằng dưới mức 15 độ. Sang ngày mai trời có nắng trở lại, nhiệt độ ngày ở Bắc Bộ tăng lên mức từ 22 đến 24 độ. Và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Thank you.